Chào các bạn nhé. Nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết anh em các bạn cái cách đấu con chống chập cũng như là chống giật trong điện gia đình. Đấy. Đây là cái con át thường mình đang mô phỏng này. Con này là con át thường để mình cấp và ngắt cho nó an toàn, tiện lợi khi mà mình test hàng cho anh em này. Đấy. Con này là chuyên chống chập này, chúng ta sẽ đấu trực tiếp này. Đấu qua con chống chập này, điện nguồn sẽ qua con chống chập này. Chúng ta lấy hai cái cổng là L1 và L2. Đấy, còn cái cổng nguội thì chúng ta bỏ nhé. Đấy, lấy L1, L2 âm dương tùy ý không quan trọng. Đấy, đây là cái đường vào này. Đấy, đây là cái nắp xoáy chúng ta xoáy vào để nó bảo vệ này. Đấy, khi đấu thì chúng ta xoáy ra. Đây là mình đang xoáy vào rồi nhá. Cái này chúng ta xoáy bằng tay thôi. Đấy, tay anh được Covid được, nó rất là đơn giản, dễ xoáy này. Đấy, anh ta xoáy bằng tay nó vào rất là chắc chắn luôn. Hàng nội địa Nhật anh em nhé. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ cấp điện L1, L2 sang cái con chống giật này. Đấy, con này là chuyên chống chập này. Chúng ta sẽ đấu trực tiếp như này và đấu nối tiếp sang con chống giật như này. Đấy là hai con nó nối tiếp với nhau thì mỗi con làm một nhiệm vụ. Con nào giật thì giật dò dỉ, con này sẽ chịu trách nhiệm. Và chập quá tải thì con này sẽ làm nhiệm vụ. Đấy là hai con, hai nhiệm vụ tách biệt để nó an toàn cho gia đình các bạn nhé. Đấy, khi các bạn sử dụng thì nếu gia đình mà có hai con này tổng là rất là ok luôn. Tùy nguồn điện chúng ta sử dụng 40A, 50A, 60A. Đấy, tùy theo nguồn điện gia đình thì các bạn sử dụng nhé. Đây, số điện thoại của em đây. Anh chị các bạn có nhu cầu có thể liên hệ.